Thế bố mẹ đã sẵn sàng là ông bà chưa? Thế là bố em thì coi như là kiểu như là muốn nhảy nhảy tưng tưng lên luôn, nhảy rồi vỗ tay quá trời luôn. Bà thì cười cười hoài luôn. Cái đây em cũng quay lại luôn. Có được thưởng không? Từ trước giờ là ông bà đã trao thưởng thưởng to luôn. To luôn. Thế là vừa báo cái là ông bà chuyển tiền vào thưởng nóng liền. Em tên là Hồ Minh Ngọc, năm nay là 32 tuổi và công việc chính của em là đạo diễn hình ảnh. Em làm về về nghệ thuật thì cũng nhiều, thì nên là em cũng hay đá sang làm diễn viên đóng quảng cáo hay là cũng tham gia một vài cuộc thi về âm nhạc này nọ. Ngọc là hoạt động ở Hà Nội hay là trong Sài Gòn? À đúng rồi, em vào Sài Gòn cũng gần chục năm rồi. Rồi còn em? Dạ em là em tên là Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Em 26 tuổi và hiện nay em đang là stylist producer freelance. Các em hãy cho chương trình được biết là tình yêu của các em bắt đầu như thế nào. Thì thực sự là lúc mà bọn em gặp nhau á, là cả hai thì vẫn đang có bạn trai bạn gái. Thì bởi vì là quen nhau qua công việc đó, Châu thì đang làm producer, còn em thì lúc đấy tình cờ lại làm diễn viên. Thế là dưới quyền bạn này. Đó, thế là hôm đầu tiên tới gặp thì thấy Châu đi từ trên đi xuống mà kiểu mặt mũi rồi trang phục rất là ngầu, rất là dữ dằn. Thế là giống tống một tràng kiểu gì nào anh đến muộn rồi anh để xe ra bên kia rồi tùm lum hết, làm em cũng hơi quê. Đó, xong rồi suốt hai ngày mà làm việc á, thì coi như là đi em cũng tanh bành luôn á. Thế sau em mới cay quá, nộp đơn vào công ty cô này luôn. Thì em nộp đơn vào. Nhân viên luôn đó. Dạ, em nộp đơn vào thì cái nghề của em thì lại là cấp trên của cô này cơ. Lúc đấy nó không phải là diễn viên nữa. Ok, bây giờ vào được rồi. Bây giờ mình phải tìm cách mình đi lại. Cay sao nó lại khác ban. Thế là suốt cái khoảng thời gian em làm thì cùng làm được chung với cô này đúng một phim. Đấy là xong rồi thôi. Thế còn Châu thì cái ấn tượng ban đầu của em về anh này như thế nào? Cái ấn tượng ban đầu của em á, khi mà em nhận cái job đầu tiên là một producer và đây là talent, thì khi nghe tên thì đương nhiên không biết là ai cả. Em mới phải lên Google sợ thử. Những cái hình ảnh đầu tiên mà em nhìn thấy á, thì em nghĩ ok chắc là anh này có vẻ hơi gay. Và cho tới khi mà gặp nhau ngày đầu tiên á, nhìn cái kiểu ngoài cũng thư sinh trắng trẻo rồi tóc xéo xéo Hàn Quốc đồ, thì em càng tin chắc là chắc chắn là gay rồi. Đó rồi. Thế em bị tức lắm luôn. Đến bao lâu thì em mới biết rằng là mình cái nghi ngờ của mình nó là sai? Thì đương nhiên là cho tới khi mà em biết là ảnh có bạn gái thì em mới nghĩ ok, chắc là trai thẳng thật. Đến bao lâu thì các bạn mới bắt đầu quen nhau? Chắc cũng phải tầm sau đó một năm. Thì khi mà cô ấy chia tay bạn trai, em chia tay bạn gái, thì một thời gian sau, trong lúc mà đi coi phim một mình thôi, tự nhiên đang ngồi chờ đến giờ phim thì thấy ai quen quen, thì em mới gặp, mới hỏi han thôi hai đứa mà, thôi bữa nào rảnh thì đi cà phê sau. Hai đứa thì bọn em thì thấy rất là hợp nhau, nhưng người ngoài nhìn vào thấy chênh sao á. Nhìn Châu á rất là kiểu mà tomboy á, kiểu nhìn em á, ngay cả khi ngồi đây mà em cũng mặc cái bộ này. Thì chị không biết là lúc mà tụi em đi chơi á, thì cái phục trang của Châu là sẽ là như thế nào? Thực ra là, để cái này anh nói nha. Ok, fine. Là quần jean, xong rách, thủng rồi đi bốt ra. Xong rồi tay đeo kiểu như là một tấn các loại vòng nhọn nhiếc này nọ. Xong rồi áo thì áo thun đen, lúc nào cả người là cũng mặc đồ đen hết. Nhưng mà trước khi mà em quen với Châu á, cái mẫu bạn gái lý tưởng của em á là gì? Có phải là mẫu hình tượng của Châu không? Dạ không. Bánh bèo nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Thế còn em, cái mẫu lý tưởng của người đàn ông trong đầu của em có phải là dạ không. Ngọc không? Dạ không. Không luôn. Ngộ ha. Đúng là ý trời đó đúng không? Vâng. Tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Cũng hơn 3 năm. Vậy trong 3 năm đó chắc chắn là có rất là nhiều cái câu chuyện. Thí dụ như là có gặp sự cố hay là có chia tay nhau bao giờ không? Có một lần suýt thôi. Lúc đấy là bởi vì là em cũng chưa có rõ ràng được với cả Châu. Mình cả nể, mình cứ trả lời tin nhắn qua lại với người cũ, nên là Châu thì cũng không nói gì. Nhưng mà lúc đấy là sinh nhật em. Đó là hôm đấy em đi làm về sau tự nhiên thấy nhà khóa cửa. Thế em gõ hoài, thế là thấy Châu bảo anh đứng ngoài ban công đợi xíu đi. 5 phút sau thì mở cửa ra thì thấy là cô ấy ăn mặc rất là đẹp. Xong nguyên cái nhà em là cô ấy từ sáng lúc em đi làm á, là đến rồi như trang hoàng rồi mua đồ về nấu nướng thứ, chuẩn bị một cái bữa tiệc sinh nhật rất là hoành tráng luôn. Đó, chỉ có hai đứa thôi, anh đến thì nó lãng mạn lắm, rồi cả một cái bảng rất là lớn kiểu như là in hình rồi hai đứa từ hồi mới quen nhau, xong rồi cắt ra rồi đính lên rất là đẹp.
Lúc đấy em cũng bất ngờ mà em hạnh phúc lắm. Xong rồi ăn uống với nhau vui vẻ, xong rồi hôm sau cô nhắn cho cái mail. Em nghĩ em đã làm hết mọi thứ rồi, nếu mà anh không thay đổi được, không dứt khoát được thì chúng ta nên chia tay ở đây. Đó là em sốc không? Giống như là cái bữa tiệc ân huệ vậy. Bữa tiệc ân huệ đó. Cái cảm giác đấy đến hôm nay nó vẫn còn sốc lắm luôn. Sốc mà em không biết làm sao được luôn. Em lúc đấy em mới nhận ra là mình quá bất công với cô ấy, mình vô tâm chứ không hẳn là vô tư nữa rồi. Tất cả những cái mà mình nghĩ là mình cứ bình thường, mình cứ vui vẻ, mình cứ thoải mái thì mọi người cũng sẽ vui vẻ với mình, thực ra không phải. Nên là lúc đấy thì em phải bằng mọi cách để em giữ gặp lại cô ấy, để em nói hết về cái con lại. Người này, người con gái này. Anh hỏi nè, em là một đạo diễn hình ảnh, nói chung là cũng là một người làm nghệ thuật. Và Châu cũng là một người làm nghệ thuật, thì chắc chắn rằng là cái màn cầu hôn, cái lời tỏ tình của em rất là ấn tượng, phải không nào? Thực ra là mà nói thì em cũng đoán được trước. Cái ngày hôm đó là bọn em đi chụp hình cưới, nhưng là hình cưới của một studio book tụi em chụp chứ không phải là hình cưới của bọn em. Thì trong cái lúc mà em đi make up với lại chỉnh tóc và thay đồ lại một cái bộ khác á, thì ảnh lại nhờ những cái người trong ekip cũng giả vờ như là đang chụp ảnh thật, xong rồi ảnh cũng sẽ quỳ xuống cầu hôn này nọ các thứ, nhờ bạn bè quay lại. Em còn nhớ lúc đấy là cái góc chụp á, nó có một cái giống như là một lễ đường nhà thờ đó, có một cái hàng hoa anh đào đẹp lắm. Thế là hai đứa đứng ở giữa nắm tay nhau rồi nhìn vào nhau, rồi máy quay rồi máy chụp xung quanh. Thì bắt đầu em mới quỳ xuống, em lấy trong túi áo ra. Đó thì máy bấm cứ như là kiểu vẫn là đang chụp bình thường. Nhưng mà sau đó em mới nói, hôm nay anh muốn dành cho em sự bất ngờ, liệu em có đồng ý làm vợ của anh không? Mà lúc đấy em run quá mà em cầm cái hộp nhẫn em mở ngược ra. Nhẫn đẹp không em? Nhẫn cầu hôn á. Dạ, đây ạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi ta? Dạ, khoảng 3 năm hơn rồi ạ. Bây giờ các em đã có em bé chưa? Dạ, có rồi ạ. Mấy bé? Dạ, một bé ạ. Một bé, mới được gần 17 tháng. Một bé trai, gần 17 tháng ạ. Châu là ở trong Sài Gòn đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Còn Ngọc là ở Hà Nội. Dạ. Ông bà nội là ở Hà Nội hả? Ông bà nội ở Hà Nội luôn. Vậy thì sau khi cưới về thì cái áp lực trong cái thời gian đầu các em sống với nhau đó là điều gì? Thì ông bà thì cũng có nói qua nói lại nhưng mà không kiểu như không can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng lắm. Cưới xong rồi có cháu đi thì lâu đấy mới căng. Vì căng thẳng nên là suốt cả một năm đầu tiên là không có càng căng thẳng càng không có tin tức gì cả, đúng không? Thế là hai bên cũng lo bảo thế nào đi khám đi, rồi thì cũng chiều ông bà đi khám mà hai đứa khám sức khỏe bình thường chẳng vấn đề gì cả, nhưng mà không có là không có. Thế là lúc em căng quá rồi, em bảo thôi bây giờ ra Hà Nội nói thẳng với ông bà luôn là tụi con cố gắng hết sức rồi, mất một năm rồi cũng rất là vất vả, nhưng mà bố mẹ thấy đó là không có, thì bây giờ đừng để tụi con bị áp lực nữa, tụi con cố gắng tập trung vào cho sự nghiệp đã. Nó làm một trận dữ dằn lắm, xong rồi về Sài Gòn cái vợ bảo anh ơi hai vạch này. Em quê kinh khủng luôn mà. Xong rồi bảo bây giờ nói làm sao, bây giờ ông bà lại của lại cho thì không biết nữa nè. Thế là gọi video call ra cho ông bà, nói thế bố mẹ đã sẵn sàng là ông bà chưa? Thế là bố em thì coi như là kiểu như là muốn nhảy tưng tưng lên luôn. Nhảy rồi vỗ tay quá trời luôn. Bà thì cười hoài luôn. Cái đây em cũng quay lại luôn. Có được thưởng không? Từ trước giờ là ông bà đã treo thưởng to luôn. To luôn. Thế là vừa báo cái là ông bà chuyển tiền vào thưởng nóng liền. Giờ lấy nhau được 3 năm rồi. Yeah. Rồi có loài tật xấu gì ra nhiều không? Ảnh có cái tật rất là vô tâm. Bản thân ảnh thì ảnh không nghĩ là mình vô tâm, ảnh chỉ nghĩ là tại vì mình vô tư thôi. Một cái tật xấu khác là rất rất thích ân cần với tất cả mọi người. Với cô gái nào cũng vậy, hỏi cái gì cũng nhẹ nhàng ân cần hết á. Nhiều khi nói những cái lời dễ hiểu lầm. Với con người như em á, em một người đó cá tính mạnh, cái gì ra cái đó, thích là thích mà không là không. Chứ em không thích cái kiểu là với ai cũng lấy lòng, với ai cũng phải như thế. Ngoài cái tật xấu đó ra thì còn cái gì nữa không? Hồi lúc mà mới quen á thì rất là chăm nấu ăn, ngày nào cũng nấu ăn cho em hết á. Xong rồi bây giờ về bắt đầu có con rồi á thì bớt đi. Nhưng mà bù lại á có một cái mà em nghĩ là vì chuyện đó mà em có thể không quan tâm tới những cái chuyện khác nữa. Đó là từ khi mà em bắt đầu có em bé á, thì ảnh đã tạm dừng tất cả công việc của mình lại. Ảnh chỉ nhận những cái job freelance thôi.
để mà tập trung lo cho em và em bé. Tới ngày hôm nay luôn, hai đứa cùng nhau chăm em bé và cùng nhau vun đắp tình cảm. Bây giờ tới em đó Ngọc. Ông thì rõ ràng là đối với vợ chồng em thì cái mà khúc mắc nhiều nhất nó chỉ là cái sự mà vô tâm vô tư của em thôi. Còn tất cả những chuyện khác thì em nghĩ là em vẫn đảm bảo đầy đủ. Đảm bảo đầy đủ. Em hãy kể tật xấu của vợ em nghe. Thì cái hồi mà mới quen á thì Châu rất là siêng. Nhiều lúc đi làm về ở thấy nhà sạch tinh tươm như kiểu có cô Tấm ghé qua ấy, cơm nước đầy đủ. Cưới xong thì khác, cô Tấm thì đi đâu rồi. Thỉnh thoảng trong nhà em đi ngang qua từ trong phòng ngủ cho ra đến bếp là em cua được hai bịch. Nó là rác. Còn gì nữa không? Có ghen không? Châu có ghen? Cũng không ghen, nhưng mà mỗi lần mà thấy có vấn đề thì hay cảnh cáo em nhẹ nhàng. Sao em biết là không ghen? Cách Châu thể hiện như là em không quan tâm. Nhưng mà anh mà làm gì sai sau lưng em á thì đó, anh cứ xác định đi. Không phải là em không quan tâm. Em không phải muốn kiểm soát anh thôi. Nghĩa là anh có thể làm sao cũng được. Nhưng anh nên biết mình là người có vợ và có con. Em biết không Ngọc, tại vì có những người ghen nói ra nói liền, nhưng mà có những người ghen không bao giờ nói. Thì những người ghen không bao giờ nói là những người cực kỳ đau khổ, là bởi vì họ không thể nói ra được cái điều mà họ đang rất là khó chịu. Thì thường nếu như cái người chồng mà người ta gọi là săn síp, cái trực giác của họ nhạy bén, họ biết liền. Thì chị nghĩ rằng là Châu là cái dạng ghen, ghen dữ nhưng mà không có nói. Là bởi vì sao, tụi em là mỗi người sẽ rất là tôn trọng đối phương. Cho nên tại sao mà Châu cứ nói em vô tâm. Nhưng mà thực sự em không có vô tâm. Chị nghĩ bởi vì em làm nghệ thuật là em không thể vô tâm được. Thực ra em thuộc tiếp người vậy, em ở không, em ngồi im vậy cũng có người bâu vô em. Chứ em không cần phải là quan tâm hay là chăm sóc hay là phải trìu mến. Em chỉ cần ngồi vậy thôi cũng có người bập vô rồi. Nhưng nên mà cái người bu vô á, cái người bu vô thường là nam chứ không phải nữ gì hết. Thì nói chung cả hai đều nguy hiểm. Tóm lại là chắc chắn là khi mà người ta bu vô em không có giang tay ra đâu. Là bởi vì bên cạnh em có một người phụ nữ quá tuyệt vời như thế này. Và hy vọng là các em hãy cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Cảm ơn Châu. Cảm ơn Ngọc. Ổng ở hính mình thì mình đẩy lại luôn. Đó là quen quen rồi chia tay cho bỏ ghét á. Em cũng quen chơi vậy đó. Giờ một á là anh, hai là sự nghiệp, em chọn đi. Và mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp tục để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Trọng, nay em 30 tuổi. Thì em công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An. Thế còn em? Dạ, em xin chào hai anh chị, em chào thính khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiên, năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng và em cũng đang ở Long An. Là hai bạn từ Long An lên đây đúng không? Dạ đúng ạ. Hai em kể cho chương trình biết rằng là hai em quen nhau như thế nào? 5 năm trước á, là hai đứa em đã biết nhau rồi, là em còn học phổ thông. Ảnh thì đi đánh banh chung ở trong trường á. Thì em biết ảnh, mà tại thời điểm đó đó là ảnh đang cua bạn học của em. Em cực kỳ là em ghét anh này lắm, nhìn ảnh đểu mà ảnh giả dối lắm kìa. Xong cái ngày hôm đó là ngày mùng 1 Tết năm 2016. Chiều hôm đó em đi chùa về, em gặp lại chồng em. Cái em mới nói, ủa sao nhìn anh này quen quen ta. Cái em mới hỏi là, anh ơi phải này là anh Trọng đúng không? Cái nói đúng rồi. Cái nói chà, bữa nay nhìn cũng vảnh đẹp trai dữ. Cái hai đứa chào hỏi, cái vô bàn ngồi, cái nhậu chung. Em thì em thấy ông này là em ghét rồi. Em cứ mời tới, uống hoài uống hoài. Ổng kiểu như ổng lân lân rồi đó, cái bắt đầu ổng thả thính em. Thả thính sao? Ổng hỏi em dạo này sao, khỏe không, sao lâu rồi không thấy hình úp hình Facebook. Cái không lẽ vậy em nói em chặn Facebook anh rồi. Anh đã ghét quá không muốn gặp mà. Xong cái em mới nói là thôi bây giờ cũng trễ rồi, em về em phụ mẹ em bán quán tại nhà mẹ em kinh doanh quán nhậu. Cái em mới nói tối nay mà mấy anh rảnh thì thôi qua quán em. Em tiếp lại nữa. Cái ảnh nói là ừ vậy thôi cũng được. Cái là đi ổng, tăng 2 đúng không? Tăng 3 rồi anh. Tăng 2 là đi karaoke rồi. Xong rồi là tăng 3. Xong cái ảnh đi qua, cái em cũng chào và đi đáng bạn chắc cũng 10 người. Ông chả thì ông chả là cũng chuẩn bị chắc xỉn rồi đó. Mà ham hố ngồi kế ngay cái két bia đó anh. Cái mấy ổng nói là mấy đứa bay nha, đứa nào mà uống với tao là đưa qua tình yêu tao uống hết. Là ý ông nói em á. Tự nhận luôn. Tối hôm đó về xin số điện thoại, nhắn tin hỏi thăm qua lại này nói, rất là rủ tiếp là ngày mai đi chơi nữa, nhậu nữa đó phải không? Dạ đi nhậu nữa đó anh. Ổng thả thính mình thì mình đẩy lại luôn.
cứ như là quen, lúc đó là quen quen rồi chia tay cho bỏ ghét á. Là quen rồi đá đó, đúng không? Đúng. Còn em sao nè? Em chia sẻ chút xíu về cái nhan sắc của ấy đi. Tại lúc về nhà bạn em chơi thấy gặp lại, em lâu rồi nhìn lại thấy ồ thấy cũng được. Tại em mớm chứ em thích cũng điện nước đầy đủ. Nhưng mà em là thành thật đúng không? Em là khoái thiệt, thiệt. Không em cũng quen chơi vậy đó. Tính quen chơi rồi bỏ cho bỏ ghét á trời. Hai đứa này nó chơi qua đường không vậy? Rồi hai đứa yêu nhau được mấy năm? Dạ chắc không tới năm. Không tới năm. Tức là đầu năm quen, cuối năm tụi em đám cưới. Nhưng mà anh hỏi nè, lúc mà đã quen rồi sao em không đá anh đi? Cũng nhiều lần muốn đá lắm mà đá không được anh. Mà chia tay bao nhiêu lần trong thời gian quen nhau? Cũng vài lần. Nhiều lắm đó chứ. Lúc mà quen nhau á, cái sếp mới nói là thôi em đi công tác ở Đức Hòa khoảng chừng một tuần thôi để thế dùm cho cái chị kia. Cái em nói là ok anh, đi thì đi. Tuần sau là bắt đầu đi đó, cái ảnh mới gửi cái mail là em nói thôi bây giờ ở dưới Đức Hòa đang cần nhân sự, em về dưới em làm thời gian dùm anh đi. Cái em cũng báo với ảnh, ảnh cũng nhùng nhằng á, đi làm sao rồi về làm sao này nọ. Cái em nói là em cũng không biết nữa. Cái ổng nói thôi anh không chịu đâu, bây giờ một á là anh, hai là sự nghiệp, em chọn đi. Trời ơi sao em kiểu cũng mê trai. Cái em mới nói thôi nếu bây giờ mà ai mà nuôi em được thì em nghỉ làm. Cái ổng nói ừ nghỉ đi, về tôi nuôi. Cái nói ừ vậy thôi vậy nghỉ, cái xin phép nghỉ luôn. Vậy đó hả? Rồi dạ. Em có bắt nó lui không? Dạ có chứ chị. Rồi trong cái thời gian ở chung với nhau vậy á, có lòi ra thói hư tật xấu gì không? Dạ có. Kể đi, kể đi. Ai lòi dạ, chắc hai đứa đều có hết. Dạ. Dọn về ở là có tật xấu ra đi đó. Anh ấy tật xấu gì lòi ra cho anh kể trước luôn á. Của vợ em thì lúc mới quen thì em thấy vợ em cũng hiền, thì cũng nói chuyện với bạn bè em thấy cũng dễ thương. Xong cái ở thời gian về cưới về thấy sao, ủa sao thấy hơi hung dữ ạ, à? Bạo dữ nữa à. Hơi nóng tính nữa à. Tật xấu là nóng tính nè. Dạ. Còn gì nữa mà hầu như vợ em thì em thấy là chỉ có cái nóng tính là hơi xấu thôi à, chứ còn tất cả là hơi xấu thôi đó. Vậy hơi hả? Xấu là nấu ăn đồ ngon không? Dạ ngon, rất ngon. Làm ngồi nhậu rất ngon. Tại vì nhà người ta bán quán nhậu mà. Rồi giờ tới em đó Nhi. Dạ tật xấu của ảnh nhiều lắm. Đi nhậu thì đi hả hai ba tăng mới chịu về, đi một tăng là không chịu về. Mà khi mà ảnh xỉn về á, cái ảnh kiểu gia trưởng lắm mà nóng tính lắm, y chang như cái kiểu là cái câu đó ngày thường mình nói là bình thường, nhưng mà đối với ảnh khi xỉn về là câu rất là nặng nề đối với ảnh. Lỡ đâu là ảnh phật lên em liền. Mà em càng nóng tính cái gây qua gây lại, gây tới gây lui, cái là đập bể mấy cái điện thoại rồi đó. Vậy hả? Nó nghe là bộ chồng em nhậu dữ lắm hả? Dạ tại vì tính chất công việc của chồng em là nó phải xảy ra nhậu nhiều đúng không? Dạ nhậu nhiều. Nhậu nhiều rồi sao làm ăn? Chị anh đừng nhắc tới chị mắc cười nữa rồi đó. Mắc cười nữa hả? Sao vụ gì? Ổng á nha, ổng mà đi nhậu về ổng xỉn rồi, ổng đã biết ổng xỉn rồi mệt thì đi ngủ đi. Không đâu em ơi, thôi mình làm hiệp nha. Thôi thì cũng chiều ổng luôn. Đang lâm trận cái tự nhiên ủa sao ông này sao ông im re vậy ta? Cái em mới hỏi ủa anh ơi anh nghỉ mệt hả? Không trả lời. Cái nói, anh ơi có sao không, quay qua là thấy ngủ ngáy khò khò. Trời ơi mọi người. Em làm anh Thuận té rồi đó nha. Ngủ mà ngáy trên mình em á mà còn ngáy vậy. Ngủ trong lúc lâm trận luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Xịn quá rồi. Em ơi cái chuyện nó có thường xuyên không em? Dạ thường xuyên. Thường xuyên luôn hả? Sự cố ngoài ý muốn hả? Mà sự cố này diễn ra thường xuyên. Đó còn gì nữa không? Ảnh còn một cái nữa là ảnh không có lãng mạn được như người ta đó. Kỷ niệm ngày cưới hai đứa. Trước mấy bữa đó em nói ai tới bữa đó không biết có ai làm gì cho mình ta, là ý là nhắc khéo rồi đó. Cũng thấy không nói năng gì hết trơn á. Cái chiều bữa đó rủ đi ăn, mà ra ăn xong rồi đi về không nói gì hết. Cái em nói ủa anh không có gì nói với em hết trơn á hả? Cái này thôi có gì đâu, thôi tắt đèn đi, cho một cái là đền bù rồi đó. Xong cái qua hôm sau cái em cũng không nghe anh nói gì hết. Cái em nói em buồn, cái anh hỏi sao buồn. Cái em nói ít nhất ra không có hoa, không có gì anh cũng phải nói với em. Ừ kỷ niệm sao anh cũng phải cảm ơn em vì em đã sanh cho anh một đứa con rất là đẹp mà. Anh nói trời ơi thôi đi, hai vợ chồng mình có gì đâu nói. Trời em buồn dễ sợ. Ngại đó, hiểu ngại, không có dám, không có muốn nói lời qua mười sao? Tính em cứ muốn là tự hiểu đúng không? Không sến được. Mong muốn thay đổi của em lớn nhất đó chính là điều gì nhỉ? Chồng em thay đổi điều gì? Chồng em thì nói chung là ảnh đã quá tuyệt vời rồi. Nếu như mà ảnh thay đổi cái tính nết mà khi đi nhậu về mà ảnh nóng tính á thì ảnh còn tuyệt vời hơn nữa. Ngoài ra em cũng không muốn chồng em thay đổi gì hết. Ảnh rất là tốt đối với em và cả con nữa. Rồi tới em đó. Em thì cũng hai chồng cũng có cái nóng tính nên em chỉ muốn vợ em là nói chuyện em lúc bực bội á gì thì mình phải tiết chế lại. Chứ vợ em quạo lên là ai cũng sực hết á. Em thì cũng nóng trong lúc xỉn thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ để chị nói một cái chi tiết này thôi không biết có đúng hay không. Dạ.
một số những người xỉn họ có nhiều trạng thái lắm. Yeah. Có những bạn á, xỉn xong là chỉ có cười thôi. Có những bạn xỉn xong là chỉ có khóc thôi. Yeah. Khóc. Và có những người á, khi mà họ xỉn á, thì họ là đúng là một con người khác. Yeah. Thì á, những cái người mà sau khi xỉn họ là trở thành một con người khác thì trong cuộc sống bình thường của họ, họ bị rất nhiều áp lực và họ phải ức chế rất nhiều. Yeah. Thì ở đây chị nói ví dụ chồng của em, cái công việc của bạn này thì không biết bạn làm chức vụ gì chị không biết nha, nhưng mà cái áp lực của bạn trong cái nơi làm việc rất nhiều. Dạ đúng rồi chị. Nhiều lắm. Rồi đến khi về nhà thì vì sao? Vì thương vợ, thương con. Có những điều nhiều khi em nóng sản lên. Dạ. Em nóng lên nhưng mà chồng em vẫn phải nhịn. Dạ đúng rồi. Nhịn em hiểu chưa? Dạ. Nhịn quá nhiều, trong nhà ngoài phố nhịn hết. Chỉ đến khi mà bạn xỉn lên bạn mới có thể bộc lộ được tất cả những cái điều bạn bị đè nén. Dạ. Em hình dung không? Dạ. Thành ra đúng không cưng? Cưng? Dạ đúng rồi. Bé? Đúng dạ. Không bé? Thì thành ra bây giờ vậy, em muốn chồng em không xỉn thì cũng giống như ước mong của chồng em á, cái mong muốn chồng em là đừng nóng tính nữa, thì em đỡ được một cái áp lực ở nhà cho ảnh. Dạ. Thì khi nhậu vô ảnh sẽ giảm được 50%, chỉ còn cái ở bên ngoài thôi. Dạ. Còn bên ngoài thì bắt buộc phải chịu rồi. Cặp vợ chồng này quá dễ thương rồi. Thôi xin chúc hai em mỗi người bớt miếng bớt miếng bớt miếng. Dạ. Để mà hạnh phúc. Ok chưa đã ơi? Rồi mang xong báo em nha. Rồi. Tất cả mọi người đã rồi. Mày đi không có được thay đổi nè. Đã rồi. Quay. 5, 4, 3, 2, 1, đứng đi. Hồng Vân. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Số. Mời chị ngồi. Dạo này chỉ biết ở trên mạng nó rần rần đổ lỗi. Cứ nói là tại sao cũng như là chị Hồng Vân chị lại có một cái thân hình mà nó nói là quá bất ngờ như vậy, rất là nghiêm rồi và giảm tới 15-16kg luôn. Có 14kg. Tại sao anh Vân Thuận ngồi kế chị Vân mà không thấy anh Thuận xuống ký mà càng ngày nghe càng lên ký? Mọi người ơi, mọi người hãy chờ nha. 6 tháng sau á, Quốc Thuận á sẽ bằng phân nửa tôi. Trời ơi, có. Chịu chưa? Có vậy. Hôm nào cái ngày đó quá trời. Về vấn đề là mình phải kiên trì thôi. Đó, về nhà phải móc ra lại mấy cái bộ đồ mà từ ngày xưa không mặc được, hoặc là mua mới hết, hoặc là móc ngược lại cái ngày xưa để mà mặc lại. Chị biết em có những cái mới đồ đó mà em chưa kịp mặc rồi đó, mà em hỏi luôn là bởi vì vừa ướm nó vô thôi là bùng nút đó. Tại vì cái lần đó là vợ đi mua mấy cái. À. Em sẽ mặc lại được, em yên tâm nha. Có chị không? Có chị. Có chị. Chị là sát thủ của mỡ đúng không? Đúng rồi. À, em nhất là mỡ nội tạng. Trời ơi, quá luôn. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình ngày hôm nay nha. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên ngày hôm nay xuất hiện. Họ sẽ mang đến như thế nào? Chị... Mời quý vị chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Cái câu chuyện đầu tiên. Nghe không? Quen quen á. Quen quá luôn. Người quen luôn á. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mặc dù là anh Thuận với chị Vân thấy rất quen. Rất mà, quen luôn. Vì là format chương trình nên là các em phải giới thiệu về mình. Mời mời hai em. Dạ, mở muốn nói trước không? Hoa hậu Lê Ông Minh Anh đó. Hãy nói đầy đủ tên. Dạ, tên đầy đủ tên là Lê Ông Minh Anh. Dạ. Hôm nay em 28 tuổi. Ừ. Và công việc thì là chính của em là giảng viên đại học. Giảng viên đại học. Dạ, em là giảng viên đại học của trường Đại học Hoa Sen. Wow, nghe vậy cứ. Dạ, em có phụ trách cho hội văn hóa quản lý sự kiện. Hay quá, xin được. Dạ, trời ơi. Mấy sinh viên cái tên đó mà được học cô chắc cái thằng say nó học không bao giờ nó bỏ bữa. Mấy bạn này á thì có nói chung là làm như là bạn cố tình hơn tập vợ tôi. Sao vậy? Tôi nói tặng biết là chị như bạn khen tôi ốm một chi như vậy giờ tôi gặp nó nha. Tôi ốm người ta qua hộ nè. Mà hả bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi. Bóc dáng y chang vậy. Hoa hậu mà bây giờ người ta là giáo viên rồi, người ta móc giá người ta y chang như vậy luôn, không có gì phải kỳ cục cả đó. Chị mà ớn là chị làm, còn hoa hậu cái chuyện ớn cái chuyện dữ vọt là chuyện bình thường đó.
Rồi bây giờ mời chồng của Ngân Anh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phan Tô Ly, em là biên tập viên truyền hình. Em là đại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thì Thì bạn có chương trình mà cho. Dạ, thì rất là quen. Dạ, em làm tin tức 10 năm rồi. Em làm thời sự. Dạ, thì chức danh nghề nghiệp của em là biên tập viên truyền hình. Mà nếu như mà công việc của em là nhà báo á, em sẽ làm báo nhưng mà không phải là báo viết mà là báo hình. Dạ, em là nhà báo. À, có nghĩa là mình chụp ảnh chứ là dạ không, em làm truyền hình cho nên là em sẽ là người sản xuất ra những cái chương trình tin tức và chương trình thời sự trên sóng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều bằng hình ảnh. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nhà báo hình đó. Dạ, nhà báo hình đó. Dạ, cái đó là một cái từ đầy đủ. À, mạnh dạn dự đoán luôn. Dạ. Cơ duyên họ gặp nha. Có thể là họ gặp nhau trong cái chương trình truyền hình gì đó. Nó càng chúc tình chúng ta khi mà hoa hậu Ngân Anh ra đời. Tháng 1, tôi lại mới lọt tháng 1 thì tôi mới lọt 5 tuổi. Đang quay là bao nhiêu? Ừ. Năm 2007 khi mà Ngân Anh vừa đang hội quay. Wow. Đó, cái con này gây tin tức và vô tình coi như là gặp cô ấy, mời cô ấy đến giao lưu trong cái chương trình mà thời sự các anh đi đi đó, và vô tình gặp nhau và quen nhau, yêu nhau, đúng không? Dạ sai, chính xác, không chính xác. Sai. Dạ sai. Kết quả sai. Nếu làm ông ngủ đi, cái làm ông thầy nữa. Tại vì nó rất hoài. Trời ơi. Rồi bây giờ thôi, các em nói gì? Cơ duyên nào các em gặp nhau và phải lòng nhau? Dạ, tụi em gặp nhau là trong một lớp học và em là giảng viên của anh. Tại vì em ngoài công việc làm công tác báo chí truyền hình thì em có đi dạy về gọi là nói trước công chúng. Em khá là nhát nói, tại vì không có hay. Cho nên lúc đó em nghĩ là mình từng cả chuyện kiểu nói. Em đăng ký một khóa học để mình học viện MC. Đấy thì anh Lê mới là một và giảng viên trong số những môn học em học. Hiểu rồi. Rồi bây giờ hỏi nhà hỏi hỏi nghe một chút, là lúc đó là em đã là khoa học chưa? Dạ, cái chuyện là khoa học em đã là hội rồi đúng không? Vậy thì với cái việc một khoa học thì khi mà em gặp cái người giảng viên đẹp trai như thế này thì cái cảm xúc của em thì em có thể nghĩ đây sẽ là người chồng của em không? Cái cảm giác thoáng qua thì cái cơ duyên nó ngồi lắm em. Mọc ốc một cái suy nghĩ, ý ông này phải làm chồng của mình à nha. Nhưng mà có mọc ốc không? Đó, đó là cảm giác em nói rồi. Thật ra thì trong số 23 buổi em học thì chỉ gặp anh này 2 buổi thôi. Nhưng mà 2 buổi đó là những ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên là ngày 31 tháng 12, cái ngày cuối năm. Ngày thứ hai là cái ngày 14 tháng 2. Còn 2 ngày đều là những ngày rất bận rộn. Thứ hai là nếu dành cho gia đình. Đấy mà anh này cũng có thời gian rảnh đi dạy và em cũng lại đăng ký học vào ngày có thời gian rảnh đi học. Và lớp đó là lớp 1-1. Lớp kèm. Dạ, tức là ở chỗ mà Ngân Anh học thì có lớp 1-1 và lớp chung. Thì lớp mà em... Nghe là hai ngày đó, có nghĩa là hai cả hai ngày đó đều là 1-1. Dạ đúng rồi, tại vì khóa học của Ngân Anh là khóa học 1-1. Thì lúc đó là sẽ là một thầy một trò. 23 buổi đó thì hình như là 23 buổi Ngân Anh đều sẽ học 1-1 hết. Và cho nên là sẽ em cũng sẽ dạy và 2 buổi cho Ngân Anh thì cũng là 2 buổi 1-1. Nhưng mà là trong 23 buổi đó thì chỉ có 2 buổi là đứng lớp thôi. Và là 2 buổi lại là đặc biệt như vậy. Tại vì thường cái ngày đó là thường là một là giáo viên suy nghĩ, hai là sinh viên suy nghĩ. Dạ đúng rồi. Mà hai ông này không rảnh á, một người rảnh để đi dạy, một người rảnh để đi học. Là công viên. Đó. Rồi chắc chắn là trong cái buổi đó không học được cái gì. Thôi chúng tôi giờ đang hỏi nè. Bây giờ đầu tiên em bạn này á, cái cảm xúc em đó. Đầu tiên ấn tượng và trước khi đến cái buổi học đó là em chuẩn bị tiếp lên. Tại vì lúc đó học bộ báo là ngày hôm đó em sẽ học môn tuyển học phỏng vấn có thể tôn thi. Em mới nghĩ trong đầu là tự nhiên thầy nước ngoài tức là em đây học về kỹ năng nói tiếng Việt. Tại sao lại học với một ông thầy nước ngoài? Đó, ông suy nghĩ đi. Em cũng không có hợp lý lắm. Vô dặm lớn. Cái hôm vào lớp và học viện thì anh này không biết tới trước. Anh đang ngồi ở chỗ lễ tân để mà anh cho học viên vào. Thế là em vào thì ảnh nhìn lên thì lúc đó thì thấy tức là cũng sáng sủa hơn những đặc biệt hơn những người mình đã gặp, tức là 21 ngày qua đến ngày 22 là sáng lên vậy đó. Ngày đó là ngày 31 tháng 12 dạ
Thì vào lớp thì ra anh này đúng công việc thì anh làm thôi. Lúc đó em cũng không có nghĩ gì. Tức là khi mà từng cái môn đó học về phỏng vấn là sẽ chia sẻ những cái chủ đề về đời sống, thì cảm thấy là bà cũng khá là duy, tại vì em lại chọn một cái chủ đề về hôn nhân gia đình. Khi mà hai người bàn luận về cái vấn đề đó thì cảm thấy là khá là hợp nhau về quan điểm. Nhưng mà nếu mà ấn tượng về vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh này kiểu rất là nice, rất là nhẹ nhàng, ấm áp. Anh nói theo kiểu là cái giọng nói á, chứ đương nhiên là lúc em chỉ là vai trò học viên thôi, không thể nào mà quan tâm cách đặc biệt được. Nhưng mà cái là nhìn nó thôi, từ ảnh là nhà nước, từ đại truyền thông là nhà nước, nghiêm túc luôn. Dạ dạ, kiểu nghiêm túc, kiểu thậm chí là nhìn bị nghe hơi khô khan á, dạ hơi khô khan đúng không? Anh nghe cái tông giọng của anh nó thuộc dạng là nam trầm. Anh nghe giọng của tôi anh thấy nam trầm. Đó là cái ấn tượng của bạn ấy với em. Vì đến tôi thì sao? Giờ em nói giảm nói tránh á, giờ em sau này bảo là thích giọng em. Không em lúc đó không mà không cái giọng 500 là giọng đẹp thôi. 500. Nhưng có một cái nữa là lúc đó thì anh Tony đang nổi tiếng với cái chương trình là Tình Yêu Mỹ. Thật ra em cũng không quan tâm những cái chương trình đó. Thật ra em không có biết. Thật ra mấy bạn học viên trong học viện kiểu rất là fan của anh này kia, nhưng mà ý là em không quan tâm. Khoái học bóng lắm. Nhưng mà em cảm thấy là tức là nhìn người rất là đục thích hay sao? Tức là không có sử dụng, em nghĩ là không sử dụng mạng xã hội luôn. Tức là nhìn như kiểu là nếu tôi biết, không phải tại vì cái em thì là một người chỉ sơ mi miền Tây, và em có lẽ là em sẽ không phải là một người thú vị khi mà mọi người mới thấy. Mà đúng là em cũng không thú vị thiệt, vì em cũng sẽ rất là hơi nói sao ta, em không có một cái gì đó dễ để mà gây ấn tượng, để gọi là người ta sẽ phải thấy là mình hay ho. Mà thường em đã ít nói rồi mà em lại còn ăn mặc kiểu nhà nước nữa, thì chắc chắn là cái ấn tượng đầu tiên hay như kiểu như anh nói là em thấy cũng hợp lý thôi. Bởi vì còn em thì sao? Còn em thì sao? Em có ấn tượng gì về cô ấy đâu? Và em có biết cô ấy là ba hậu chứ? Em tất nhiên em làm tin tức thì em có biết Ngân Anh. Năm 2017 thì em biết câu chuyện Đăng Quang của Ngân Anh. Em nói là câu chuyện Đăng Quang luôn chứ không phải là cái chuyện Đăng Quang không. Nên thành ra em chỉ biết thôi. Và em không quan tâm lắm. Và anh hỏi nè, khi em nhận được được cái lịch xếp á, cái xếp lịch và em dạy cho hoa hậu Ngân Anh thì em có không, học viện có rất nhiều hoa hậu đi học. Ngày đó ta rất nhiều bạn đang mong muốn cải thiện khả năng diễn đạt của mình, cải thiện khả năng nói của mình thì sẽ đi học. Và rất nhiều bạn là cũng mong muốn là trở thành một MC truyền hình hay là MC trong sân khấu. Thì em đào tạo đó, em đào tạo những kỹ năng đó. Nên thành ra câu chuyện mà học vụ báo cho em là ngày 31 tháng 12 này anh dạy bạn Ngân Anh dạy 1-1 nha. Thì em chỉ đơn giản là nối vào lực rồi người đã đi dạy thôi. Rất là quan tâm lắm. Đến khi mà Ngân Anh đến thì em ngước lên em thấy thì em thấy là đây là cô Ngân Anh. Em biết vậy thôi. Nhưng mà đến khi vào trong lớp á thì nếu như mà đó là ấn tượng đầu tiên của em về Ngân Anh, đó là mỗi việc Ngân Anh ăn mặc rất kín đáo, và đó là một điều mà em luôn đánh giá rất cao. Rất là thiện cảm với những người con gái ăn mặc kín đáo, nhưng cũng chia sẻ luôn. thì lúc đó giống như là câu chuyện thì em biết câu chuyện của Ngân Anh Quang, nhưng em không quá quan tâm về việc của Lão Hậu, vì em làm công việc này em là tiếp xúc rất nhiều, em tiếp xúc rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp, rất nhiều công việc khác nhau. Nên thành ra cái chuyện mà hoa hậu hay không thì không quan tâm lắm. Nhưng em rất ấn tượng cái điều đó.